Gần 30 năm qua, Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định luôn đứng trong top dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh vào đại học cao, có những học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Từ năm học 2010-2012 đến năm học 2022-2023, Nam Định có 938 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia. Trong đó có 45 giải nhất, 315 giải nhì, 356 giải ba, 267 giải khuyến khích. Tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, học sinh Nam Định đã xuất sắc giành được 4 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 14 huy chương đồng và 3 bằng khen. Có thể thấy, kết quả giáo dục đào tạo Nam Định luôn được giữ vững và phát huy từ giáo dục toàn diện đến giáo dục mũi nhọn. 8 năm vừa qua, trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thì tốt nghiệp trung học phổ thông có 6 năm điểm trung bình các môn thi của học sinh Nam Định đứng đầu toàn quốc, 2 năm đứng thứ 2 toàn quốc. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối trung học phổ thông hàng năm trung bình từ 99,11% trở lên. Với những thành tích đã đạt được, Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn quốc và được tặng cờ phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 09 NQTU về chuyển đổi số do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định ban hành, Nam Định đã vươn lên nằm trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu toàn quốc về chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2022. Có thể thấy, chuyển đổi số Nam Định không chỉ phát triển toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực mà còn đi vào chiều sâu, trong đó không thể không kể đến lĩnh vực giáo dục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã xây dựng đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, bắt đầu từ việc ứng dụng những giải pháp về công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, trong các công tác quản trị và quản lý nhà nước về giáo dục. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định và 100% đơn vị trực thuộc Sở, 10 phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố đã triển khai cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung. Hầu hết các trường ở các cấp học trong tỉnh đã được trang bị phòng máy tính, máy chiếu tương đối đầy đủ, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nhiều phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, dạy học được áp dụng rộng rãi. Không chỉ số hóa tài liệu, số hóa các nội dung giáo dục, mà Giáo dục Nam Định đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào hoạt động dạy học, đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Khi tiếp cận công nghệ mới thì học sinh hào hứng hơn trong quá trình học tập, bài học của học sinh được giáo viên truyền tải sinh động hơn và học sinh dễ tiếp thu hơn cũng như là có cái kỹ năng làm bài tốt hơn. Là một giáo viên, thầy Nguyễn Minh Chiến hiểu rằng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực trong giáo dục. Thế nhưng, chất lượng và hiệu quả có thực sự được như mục tiêu đề ra lại phụ thuộc quan trọng ở phía người thầy. Yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cái việc phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thì đòi hỏi người thầy giáo phải luôn luôn đổi mới bản thân mình, luôn luôn cập nhật cái hệ thống tri thức mới, đặc biệt là vấn đề công nghệ thông tin. Người giáo viên cũng phải là không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để có thể là đáp ứng được cái việc chuyển đổi số trong giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với những cơ sở và nền tảng kiến tạo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong công tác chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục toàn quốc, từ đó tiến tới hội nhập nhanh và sâu hơn với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế giới, giữ vững thành tích là một trong những đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục, khẳng định vị thế truyền thống đất học Nam Định xưa đến nay.